Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và, và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chiều nay thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2016, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đức quà trao tặng quy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Tân trụ tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Đảng Bộ Quyền Đức Hòa tổ chức lễ trao tặng quý hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Giang Châu là đảng viên cao niên đang sinh hoạt tại Đảng Bộ xã Hiệp Hòa. Buổi lễ trao tặng diễn ra tại nhà riêng của ông Châu, ngụ áp Hòa Thuận 2 xã Hiệp Hòa, đến tham dự có ông Võ Thanh Liêm, Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quyền Đức Hòa. Đồng chí Lê Giang Châu sinh năm 1927, vào đảng ngày 11 tháng 1 năm 1947, chính thức ngày 10 tháng 11 năm 1947, hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ cơ sở xã Hiệp Hòa. Ông Châu là đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng, luôn một lòng vì lý tưởng của đảng của bác Hồ đã tham gia hoạt động trong bộ máy nhà nước với nhiều vị trí khác nhau. Ông từng là tỷ đội phó thanh niên tiền phong ấp trại bí xã Hiệp Hòa, tỷ đội trưởng du kích, trưởng ban an ninh, bí thư chi bộ xã Hiệp Hòa, phó phòng thương binh xã hội huyện Đức Hòa, giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1981. Sáng nay, đoàn giám sát ban kinh tế ngân sách phối hợp giữa ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với sở kế hoạch và đầu tư về việc đầu tư và hiệu quả đầu tư các dự án du lịch di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh tham dự cùng đoàn có phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lê bá phước theo báo cáo, trong giai đoạn 2005-2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Quỹ ban Nhân dân tỉnh, phân bổ vốn cho hơn 50 công trình văn hóa, du lịch và di tích lịch sử bi tưởng niệm. Trong đó có 13 công trình tương đối lớn với mức phân bổ gần 600 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2011-2015, bố trí hơn 300 tỷ đồng. Đa số các dự án được bố trí thực hiện đảm bảo tiến độ quy định như khu di tích giảm nhật tảo, khu công viên tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường, khu lưu niệm được sư Nguyễn Hữu Thọ, tuy nhiên một số công trình tiến độ thực hiện còn chậm làm giảm hiệu quả vốn đầu tư việc thu hút xã hội quá hạn chế tại buổi làm việc đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt được của sở kế hoạch và đầu tư về hiệu quả đầu tư các dự án du lịch di tích lịch sử thời gian qua đồng thời đoàn cũng ghi nhận những khó khăn cũng như là kiến nghị của sở về việc bố trí nguồn vốn công tác quản lý đầu tư và cơ chế để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhất là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch Hôm qua 22 tháng 3, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Trạnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quyền ủy Mộc Quá. Tại buổi làm việc, Bí thư Quyền ủy Mộc Quá Phạm Văn Bốn đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm qua và quý 1 này. Toàn huyện Mộc Quá gieo xạ trên 44 hecta với sản lượng đạt trên 260.000 tấn. Hệ thống giao thông thủy lợi được đầu tư đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, Toàn quyện hiện có trên 5.500 hecta diện tích đất sản xuất lúa chất lượng cao. Về xây dựng cơ bản, quyện triển khai 67 công trình với tổng vốn được bố trí trên 12,1 tỷ đồng. Các lĩnh vực thương mại dịch vụ có bước phát triển, dân quá xã hội có nhiều khởi sắc. Toàn quyện có 4 trên 7 xã đạt chuẩn dân quá. Quốc phòng an ninh giữ vững, công tác phối hợp giữa chính quyền và nhân dân hai nước được duy trì lãnh đạo quyền một quá cũng đã có 11 kiến nghị đối với thường trực tỉnh ủy liên quan đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị, xây dựng cánh đồng lớn phát triển nông nghiệp. Đại diện lãnh đạo và các sở ngành tỉnh đã ghi nhận đồng thời đóng góp các đề xuất kiến nghị mà quyền nêu lên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư quyền ủy Phạm Văn Trạnh đánh giá cao những kết quả mà quyền Mộc Quá đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị giữ vững an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với việc thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng thời chuẩn bị chú đáo cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt kết quả cao. Ông Trần Giang Đốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Tân Trụ, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngay từ đầu năm mỗi năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyện đã làm tốt công tác phúc tra, nắm nguồn thanh niên tuổi 17 đi làm ăn xa và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, cũng như điều động đăng ký nghĩa vụ quân sự khám tuyển thanh niên tuổi 17 đến đăng ký đạt 100%. Công tác xét duyệt hai cấp, quyền, xã thực hiện đúng tiêu chí. Quy trình tổ chức khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ. Là năm đầu thực hiện luật nghĩa vụ quân sự mới, 100% thanh niên trúng tuyển đều đến nhận lệnh nhập ngũ đúng thời gian quy định. Giao quân đợt 1 đầu năm, tân trụ được tỉnh giao chỉ tiêu 77 thanh niên. Trong số đó có 5 thanh niên là đảng viên, còn lại là đoàn viên. Trình độ cấp 3 trung cấp cao đẳng và đại học chiếm trên 80%. Quyện tổ chức ngày hội giao quân và lễ giao nhận quân long trọng, tạo ấn tượng và tinh thần phấn khởi cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Các xã thị trấn dẫn đồng kinh phí trên 100 triệu đồng, các đồng chí lãnh đạo quyện thăm và tặng quà đồng viên tinh thần để thanh niên vui vẻ an tâm lên đường nhập ngũ. Ông Trần Giang Đốc, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa chủ quân sự quyền, biểu dương những kết quả đạt được và lưu ý khắc phục một số tồn tại hạn chế như tình trạng sai sót thông tin thanh niên. Quyền Đức Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đại tá Trình Văn Sa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Đoạn, Phó Bí thư Quyền ủy Đức Hòa đến dự. Ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Ủy ban dân Quyền Đức Hòa, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quyền chủ trì hội nghị nhìn chung công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào quân đội năm 2016 thực hiện tròn khâu đúng quy trình tổ chức lễ và bàn giao quân đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên kết quả giao quân 192 trên 192 đạt 100% chỉ tiêu trên giao không bù đổi đạt chỉ tiêu hai cấp xã thị trấn và quyện chất lượng giao quân được nâng lên giao quân sức khỏe loại một loại 2 đạt 100% học vấn từ lớp 10 trở lên đảng viên nhập ngũ đạt 4,17% Đối với công tác hậu phương, các ban ngành quyện, xã, thị trấn đều tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân, đóng góp tiền và quà cho công dân lên đường nhập ngũ, với tổng số tiền là gần 298 triệu đồng, góp phần trọng chiên công dân an tâm lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, năm 2016, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quyện đầu tư kinh phí xây dựng mô hình cầu vinh quang người chiến sĩ và dòng qua thanh niên để chụp ảnh lưu niệm từng chiến sĩ khi lên đường nhập ngũ vào quân đội. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10, Trung tâm Y tế Thị xã Kiến Tường và Trạm Y tế các xã phường, trong năm vừa qua, trên địa bàn Thị xã Kiến Tường đã xảy ra 2.100 trường hợp bị tai nạn thương tích, trong đó có 287 trường hợp là do tai nạn lao động hướng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ thị xã kiến tường chỉ đạo các ngành lao động thương binh cho xã hội liên đoàn lao động phòng kinh tế công an trung tâm y tế thị xã sẽ thành lập đoàn tiến hành kiểm tra các công ty doanh nghiệp trên địa bàn về chính sách lao động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ việc khám sức khỏe trước khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ cho lao động công tác tập huấn về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ qua đó đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá các yếu tố có nguy cơ về an toàn lao động và cháy nổ nhằm kịp thời giảm thiểu số vụ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn lao động. Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình vi phạm và đề xuất Ủy ban Nhân dân thị xã xử phạt nhằm răng đe giáo dục kịp thời, đồng thời hướng dẫn các công ty doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do chi phạm an toàn lao động và cháy nổ gây ra với quan điểm lắng nghe để đồng hành, trao đổi, tháo gỡ và chia sẻ khó khăn vướng mắt, Chi cục thuế quyện Cần Đức tổ chức tháng lắng nghe ý kiến và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2015. Bằng nhiều hình thức để người nộp thuế tham gia góp ý kiến nhiều hơn, chủ động phản ánh các vấn đề liên quan đến ngành thuế và được hỗ trợ kịp thời từ chi cục thuế. Nếu như mọi năm ngành thuế thực hiện tuần lễ lắng nghe người nộp thuế, thời gian ngắn hơn và ý kiến ít hơn, thì năm nay để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế đóng góp ý kiến, thời gian cao điểm được triển khai thực hiện trong một tháng, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Không chỉ lắng nghe, mà chi cục thuế còn hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế. Để thực hiện tốt và có hiệu quả, ngành thuế quán triệt trong toàn cán bộ chi cục có ý thức và trách nhiệm tiếp thu những thắc mắc của người nộp thuế, chủ động thông báo đồng thời gửi email đến từng doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành thuế còn tổ chức đối thoại trực tiếp với 76 doanh nghiệp, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm, còn chướng mắt trong thực hiện luật quản lý thuế, cũng như trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa chủ thuế. Tham trò ý kiến doanh nghiệp về cách quản lý ứng xử của ngành thuế. Từ cuối năm 2015, Chi Cục Thuế huyện Cần Đức thực hiện khai thuế qua mạng đã đơn giản quá các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp hồ sơ khai thuế. Nên những thắc mắc của người nộp thuế được giải đáp, hỗ trợ kịp thời, có phần giảm thiểu những sai sót trong thủ tục thực hiện kê khai, quyết toán thuế cho người nộp thuế. Anh Nguyễn Duy Tân, xã Phước Đông, huyện Cần Đức cho biết. Tại vì lúc trước thì đa số là những chứng từ thì nộp qua nộp bằng giấy thì những cái nào mà khó khăn mà khó hiểu thì anh chị cũng hướng dẫn nhiệt tình còn từ khi mà nộp thế qua mạng thì bên tụi em thì thường nộp qua mạng nên cũng liên lạc bằng điện thoại mà nếu qua liên lạc bằng điện thoại thì cũng nói chung là cũng nhanh không phải chờ lâu trong tháng lắng nghe ý kiến và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2015, trung bình mỗi tuần chi cục thuế quyền ghi nhận trên 30 ý kiến của người nộp thuế và các doanh nghiệp và hàng chục cuộc hướng dẫn hỗ trợ quyết toán thuế trực tiếp qua điện thoại mỗi ngày. Qua đó giúp tháo gỡ kịp thời những khó khăn dướng mắt trong quá trình thực hiện chính sách thuế, thắt chặt quan hệ tin cậy, tạo niềm tin giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, có phần thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế ngày càng tốt hơn. Chi cục thuế quyện Cần Đức quản lý về thuế trên 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến nay, công tác thu thuế trên địa bàn quyện đạt tiến độ cao hơn so với mọi năm. Giới số thu trên 33 tỷ đồng đạt trên 29% kế hoạch năm. Các khoản thu đều đạt và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2015. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin trong nước và thế giới. Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về chính sách cho vay lại từ nguồn vốn ODA của chính phủ và cho vay lại chiều rủi ro tín dụng. Ông Trương Hùng Long, cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài chính cho biết, theo kịch bản kinh tế vĩ mô, kịch bản nợ hiện nay thì tỷ lệ nợ đang chiếm 24% tổng thu ngân sách. Tuy nhiên do trong điều hành ngân sách vẫn thực hiện như năm 2015, nghĩa là có phần dây đảo nợ nên tỷ lệ phải trả thực tế thấp hơn nếu không tính dây đảo nợ thì nghĩa vụ trả nợ chiếm 14,7% tổng thu ngân sách, tương đương con số tuyệt đối khoảng 150.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện bình quân nợ nước ngoài là 12,5 năm và thời điểm trả nợ nhiều sẽ nằm trong giai đoạn 2022-2025, còn từ nay đến đó chưa nhiều. Để giảm thiểu tác động, hiện chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngành liên quan làm việc Ngân hàng Thế giới đàm phán lộ trình trả nợ để hạn chế tác động của việc phải trả nợ nhanh tới ngân sách. Dự án đang sử dụng chốn vay lại, tránh gây sốc, tăng chi phí. Tuy nhiên, con số cụ thể không thể khẳng định việc đang trong quá trình đàm phán và điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ giá, điều kiện chay theo lãi suất thả nổi hay cố định. Rạng sáng 22 tháng 3 giờ Việt Nam, trong tuyên bố trước báo chí sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng với tổng thống mỹ barack obama chủ tịch cuba raúl castro kêu gọi mỹ cùng cuba áp dụng nghệ thuật chung sống văn minh vì lợi ích nhân dân hai bên đồng thời thừa nhận hai nước còn phải trải qua chặng đường dài trước khi bình thường quá hoàn toàn trong buổi họp báo chung với tổng thống mỹ obama chủ tịch cuba raúl castro đã đánh giá cao lập trường của tổng thống obama Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã đánh giá cao lập trường của Tổng thống Obama ủng hộ việc xóa bỏ bao dây cấm vận chống Cuba và đánh giá các biện pháp điều chỉnh một phần chính sách này là tích cực. Tuy nhiên, ông cho rằng để quan hệ song phương có thể tốt đẹp hơn theo hướng cân bằng và cùng có lợi, thì Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt với La Habana suốt 54 năm qua. Ông tái khẳng định các điều kiện để bình thường hóa quan hệ của La Habana là Washington xóa bỏ cấm vận, trả lại dùng lãnh thổ bị Mỹ chiếm và lập thành căn cứ hải quân Guantanamo và từ bỏ các chính sách gây tổn hại tới chủ quyền Cuba. Hãng BBC đưa tin một nữ sinh 16 tuổi sẽ bị đưa ra xét xử với cáo buộc quyên tiền tài trợ cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nữ sinh trên bị cảnh sát bắt giữ cùng với một thanh niên 20 tuổi trong chiến dịch truy quét mang tên Apple Pie ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Phó quỹ chiên sở cảnh sát bang New South Wales, Catherine Byrne, cho biết hai nghi can trên có thể phải chịu mức án tù cao nhất là 25 năm. Bà bên không tiết lộ số tiền mà hai nghi can trên quyên góp là bao nhiêu, nhưng cho biết một số lượng không nhỏ người dân sinh sống tại Australia đang góp tiền ủng hộ khủng bố chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra thì bà Bên cũng báo động về xu hướng trẻ quá trong hoạt động kêu gọi tài trợ tài chính cho khủng bố hiện nay, khi rất nhiều trẻ em liên quan đến hoạt động này. Vừa rồi là chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.